sẽ có những người mà họ thích music video, tại vì bản thân mình, kể cả mình là người nghe nhạc, nhiều lúc mình rất thích xem music video đúng không? Thì mình nghĩ rằng music video với cả audio vào cùng nhau mà nó match với nhau thì nó sẽ khiến mọi thứ nó đầy đủ hơn. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Yan, mình là Vũ và đây là Kimmy. Xin chào tất cả các bạn. À, cái đấy cũng đúng, có một phần đúng. Có một phần đúng đối với cả kể cả người đạo diễn làm ra, khi mà cũng là một cái sự thành công, cũng là một cái dấu mốc ấy. Nếu mà tự nhiên MV mà của mình mà được đi liên hoan phim chẳng hạn, có khi cũng là một cái dấu mốc nữa chẳng hạn, ví dụ như thế. Mà mình đánh giá cái sự thành công đấy, nó nằm ở một cái góc độ là cái sản phẩm của mình bằng một cách nào đó đã đến được đúng với những cái người mà họ thật sự thích cái sản phẩm đó, thì mình nghĩ cái đó là một cái sự thành công. Không, mình lại không nghĩ thế, vì mỗi nghệ sĩ một khi đã làm ra, bởi vì những người làm nhạc thì chỉ tập trung cho âm nhạc không, còn cái việc làm MV là việc của đoàn quay phim, những anh đạo diễn rồi những anh quay phim, thì cái điều đấy lại là cộng hưởng, hai cái cộng hưởng với nhau để tạo ra một thứ. Thì mình nghĩ là không có nghệ sĩ nào lại muốn bài hát mình ra mà lại chán, hay là làm một cái sản phẩm chán, nhưng mà MV phải hai cái đấy đều phải tương hợp với nhau. Nếu mà mình xét theo một cái góc độ nào đó ở trong nghệ thuật, thì MV nó chính là một cái công cụ rất là lớn để một cái công cụ rất là đắc lực để truyền tải cái meaning, cái ý nghĩa của cái bài hát đó. Thế cho nên là để có được một cái MV mà có thể nổi bật được cái bài hát đó lên, thì theo mình nghĩ đó là một điều tuyệt vời. Mình nghĩ không đấy, mình không nghĩ đó là một cái gì đấy nó xấu cả. Và cái cách mà Kim chỉ nghĩ rằng là sẽ cái cách hoạt động âm nhạc của mọi người sẽ khác nhau. Ví dụ mọi người sẽ có những người mà họ thích music video, tại vì bản thân mình, kể cả mình là người nghe nhạc, nhiều lúc mình rất thích xem music video đúng không? Thì mình nghĩ rằng music video với cả audio vào cùng nhau mà nó match với nhau thì nó sẽ khiến mọi thứ nó đầy đủ hơn. Hiện tại thì Kim đang đặt những viên gạch đầu tiên cho cái dự án ăn làm album của mình. Trong cái album Kim muốn làm, thì Kim muốn kiểu như kết hợp giữa nhạc cụ sống với cả nhạc cụ live trong hip hop nói chung và R&B và rap nói riêng. Ngoài ra thì là mình cũng muốn mang một cái ý nghĩa của cái album này, thì mình muốn mang lại một chút gọi là một cái vùng ký ức của cái tuổi thơ, mà những cái bài hát qua những thập niên 90, 2000, thì Kim cũng muốn là có thể là mình có thể mang lại được một cái, mình có thể mang lại được một cái sự sống mới nào đó qua những cái ký ức của những cái bài hát đó. Yeah. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Trời ơi, không biết hát bài ngày tận thế của Tiên. Tóc Tiên. Mà cái bé phải nhảy nữa, em không nhảy. Khi mà nghĩ tận thế chị nghĩ đến bài đấy thôi, không biết còn bài nào có ngày tận thế không nhỉ? Lúc này có không? Hả? Có mà. Có. Nhờ anh nghe cây của mình rồi. Tận thế rồi mày